Đây là con robot có tên gọi GTS-300i Transformer của tập đoàn Sanyang, tức SYM, giới thiệu trong thời gian gần đây. Theo thông tin cho biết, con robot là hiện thân biến thể từ một dòng xe tay ga cao cấp, phân phối lớn có thương hiệu GST-300i, được tập đoàn SYM giới thiệu mới đây. Robot này được mô phỏng bởi phần mềm hiệu ứng 3D. Các bộ phận robot được điều chỉnh theo tỷ lệ chính xác và sử dụng hầu hết linh kiện từ xe thật GTS-300i. Cụ thể hơn, có 100 linh kiện được thiết kế chi tiết, tỉ mỉ. Trên bề mặt ngoài, robot GTS-300i Transformer có kiểu dáng mạnh mẽ, đầy khí phách. Theo các nhà thiết kế thì con robot nói trên có tổng trọng lượng khoảng 200 kg, cao 2,3m, rộng 1,4m và ngang 2,2m. Xuất hiện tại Việt Nam mới đây, robot GTS-300i Transformer đã làm cho nhiều người trầm trồ yêu thích.